Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi các tin tức mới nhất trên kênh YouTube Báo Sức khỏe và Đời sống. Thưa quý vị, những ngày gần đây dư luận liên tục xôn xao trước vụ việc một bé gái sinh năm 2012 mang thai và sinh con, nghi bị hàng xóm giở trò đối bại, khiến ai nấy theo dõi vụ việc đều không khỏi bức xúc. Là một người cha, khi chứng kiến con gái nhỏ đã gặp phải chuyện éo le, anh N.A. không khỏi xót xa, sốc đến điếng người. Chiều ngày 17 tháng 4, anh D.N.A. đưa con gái D.T.N.L. sinh năm 2012 đến Bệnh viện Phụ sản Hà Nội chờ sinh mổ theo chỉ định của bác sĩ. Đến 17 giờ 30 phút, bé L đã sinh con trai nặng 3 kg, sức khỏe hai mẹ con ổn định. Tâm trạng rối bời, người cha kể mọi chuyện bắt đầu từ đầu tháng 1 khi anh vô tình thấy con gái có nhiều biểu hiện bất thường ở phần bụng. Nhiều họ hàng cũng thắc mắc tại sao bụng cái L trông to thế. Trước ngày về quê Nghệ An lo công việc gia đình, anh N.A. nhờ em gái mua que thử để kiểm tra cho cháu L. Nhận điện thoại báo con gái mang thai, người đàn ông sốc điếng người không đứng vững. Hôm sau, anh vội về nhà nói chuyện với con gái hơn 1,5 tiếng đồng hồ. Bé L chỉ nói đúng một cái tên. Người cha nói, trong thâm tâm, khi nghe con mô tả lại bối cảnh hôm đó, người cha không thể chấp nhận và tha thứ. Đến 7 giờ ngày 6 tháng 1, anh N.A. dẫn con gái ra trình báo công an xã Tam Hiệp. Gia đình sau đó đưa bé gái đến một bệnh viện ở huyện Thanh Trì, dự định bỏ thai nhi. Tại đây, bác sĩ thông báo thai đã quá lớn, khoảng 24 tuần 2 ngày, không thể bỏ. Anh cho hay, anh lặng người khi nghĩ về tương lai của con nên đưa con lên Bệnh viện Phụ sản Hà Nội thăm khám. Được biết, anh N.A. có 2 con, bé L là con út. Năm 2013, khi bé tròn 1 tuổi, vì trục trặc gia đình, người mẹ bỏ nhà đi, biệt tăm đến bây giờ. Từ đó người đàn ông làm công việc tự do, chịu cảnh gà trống nuôi con, tính toán chi tiêu trong khoản lương 8 triệu đồng một tháng. Không có nhiều thời gian bên cạnh chăm sóc con, anh hối hận khi phát hiện sự việc khi đã quá muộn. Trong cuộc sống hàng ngày, anh nghĩ bụng của con to lên chỉ do con ăn nhiều. Anh nói, dù có chuyện gì xảy ra, anh không bao giờ từ bỏ con cái, kể cả phải bán tài sản trong nhà, cũng nhất định nuôi con và cháu. Trong vài tháng qua, người cha từng nghĩ sẽ cho đứa trẻ đi làm con nuôi, nhưng lại sợ 5 đến 10 năm sau, bé L hỏi về đứa trẻ thì anh không biết trả lời thế nào cho thỏa đáng. Nhưng nếu giữ lại đứa trẻ, anh không biết con gái và cháu sau này sẽ phải đối mặt với cuộc sống ra sao khi hoàn cảnh gia đình khó khăn, người mẹ trẻ không có kiến thức để nuôi con. Người cha nói, anh cũng sợ con gái bị ám ảnh tâm lý nặng nề. Sau sự việc, anh đã đưa 2 con đi thuê nhà mới, vì sự việc xảy ra trong chính căn nhà của ba bố con, nay đã trở thành nơi ám ảnh nhất đối với đứa trẻ. Cùng ngày, cơ quan huyện Thanh Trì đã ra quyết định khởi tố vụ án giở trò đồi bại với người dưới 16 tuổi để điều tra sự việc. Cơ quan chức năng cũng ra quyết định ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với nghi phạm vụ án. Danh tính đối tượng này chưa được công bố. Bé gái sinh năm 2012 mang thai 38 tuần ở huyện Thanh Trì phải chỉ định mổ đẻ. Theo thông tin của luật sư đại diện cho bị hại, đối tượng giở trò đối bại chưa thừa nhận hành vi giao cấu. Sau khi có kết quả ADN, đối tượng này có thể đối mặt mức án tù 20 năm, chung thân đến tử hình tùy mức độ vi phạm. Liên quan đến vụ bé gái sinh năm 2012 mang thai, cần nói rõ là tính thời điểm hiện tại, cháu dưới 16 tuổi. Ngày sinh của cháu là tháng 3 năm 2012. Ông Nguyễn Ngọc Hùng, trưởng văn phòng luật sư kết nối, đoàn luật sư thành phố Hà Nội, luật sư đại diện của nạn nhân cho hay, sự việc này xảy ra khiến ông bức xúc phẫn nộ, bởi vì chúng ta hình dung một cháu bé mới bước từ ngưỡng cửa hết tiểu học sang lớp 6, từ thể chất đến cơ thể của cháu đều chưa phát triển đầy đủ. Đến giờ phút này, ông vẫn còn nhớ mãi khi gia đình tiếp cận luật sư tư vấn. Đầu tiên, khách hàng chỉ muốn tư vấn, nhưng sau khi nghe xong câu chuyện, ông Hùng đề nghị được hỗ trợ tư vấn pháp lý miễn phí cho gia đình. Ngày 16 tháng 4 năm 2024, ông đã làm thủ tục đăng ký bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho gia đình cháu bé miễn phí. Hoàn cảnh gia đình cháu cực kỳ khó khăn, căn nhà gia đình đang ở lụp xụp. Bố cháu bé là ông bố đơn thân, mẹ cháu bỏ đi biệt tích từ năm 2013 đến nay và không rõ thông tin ở đâu. Toàn bộ kinh tế trong gia đình phụ thuộc vào tiền lương đi làm của ông bố, mỗi tháng khoảng tầm 8 triệu đồng. Sau khi trừ tiền học cho các con, ông bố chỉ còn lại khoảng một nửa số tiền trên để sinh sống. Trong hoàn cảnh như vậy mà lại xảy ra việc bé gái mang thai 38 tuần tuổi, gia đình đã trải qua nhiều áp lực. Một mình ông bố gồng gánh nuôi 2 con thôi đã mệt rồi, giờ lại phải nuôi thêm đứa cháu chuẩn bị đẻ thì gia đình gần như không có khả năng. Cháu bé làm mẹ khi mới chưa đủ tuổi trưởng thành, vẫn là học sinh lớp 6, hiện cháu đã phải tạm ngừng học để ở nhà. Theo thông tin từ gia đình cung cấp, đối tượng đã thực hiện hành vi xấu xa vào thời điểm hè năm 2023, tức là khoảng từ đầu tháng 6 đến tháng 9 năm 2023. Từ đó đến nay, cháu bé mang thai 38 tuần. Còn trước đó, cháu bé có bị xâm hại hay không thì ông Hùng cũng rất mong phía cơ quan điều tra tiến hành tố tụng điều tra, xác minh làm rõ thời điểm nào đối tượng đã thực hiện các hành vi đầu tiên. Đó là những hành vi xấu xa, tức là sờ soạng, chạm vào những bộ phận nhạy cảm của cháu bé, và thời điểm nào mới là thời điểm thực hiện hành vi giao cấu với cháu bé. Việc xác định thời điểm này rất quan trọng trong vấn đề xác định tính chất, mức độ hành vi. Nếu thời điểm giao cấu trước khi cháu học lớp 5 thì không hình phạt có mức hình phạt tù 20 năm, chung thân hoặc tử hình. Nếu hành vi giao cấu từ giai đoạn mà cháu bé sau khi học lớp 5 thì mức hình phạt có thể lên đến 20 năm. Liên quan đến tội danh này, trường hợp giao cấu với trẻ chưa đủ tuổi vị thành niên, dù là thuận tình hay ép buộc thì đều được coi là tội hiếp dâm, đó là tình tiết tăng nặng. Trong vụ án này có hai tình tiết tăng nặng, một đó là tình tiết phạm tội nhiều lần, hai là làm nạn nhân có thai. Ngày 6 tháng 1 năm 2024 là thời điểm gia đình nghi vấn cháu bé có bụng to lùm xùm. Bà cháu đưa đi khám, bác sĩ phát hiện cháu mang thai thì đó là thời điểm chính xác gia đình phát hiện ra cháu bị xâm hại. Khi gia đình phát hiện ra đã báo với chính quyền địa phương rồi thì trình báo với cơ quan điều tra công an huyện Thanh Trì. Cơ quan điều tra đã thực hiện một số hoạt động điều tra như lấy lời khai rồi thực nghiệm, điều tra tại hiện trường. Đến giờ này chưa có quyết định khởi tố bị can chính thức đối với đối tượng. Đối tượng hiện không thừa nhận đã thực hiện hành vi giao cấu. Chính xác là ông ta không thừa nhận cái thai trong bụng của cháu bé là của ông, nhưng gia đình có cho hay ông ta lại thừa nhận có thực hiện hành vi xấu xa, tức là có những hành vi sờ soạng đối với cháu bé. Cơ quan điều tra đang chờ kết luận giám định ADN để xác định rõ ràng xem phôi thai ở trong bụng cháu bé là của ai. Về mặt quy định pháp luật, ông Hùng thấy rằng vụ án này đã có dấu hiệu của hình sự và khởi tố vụ án. Chiều ngày 17 tháng 4, Cục trưởng Cục Trẻ Em, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã nắm được thông tin vụ việc bé gái sinh năm 2012 mang thai ở Hà Nội. Hiện Cục đã kết nối hỗ trợ về mặt tâm lý, không chỉ đối với bé gái mà còn đối với người cha của bé gái này. Theo Cục trưởng Cục Trẻ Em, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, từ vụ việc này cần cảnh báo gia đình phải quan tâm, chăm sóc, gần gũi với các con. Trẻ con cũng phải có những kỹ năng để chia sẻ, trò chuyện với bố mẹ nhằm tránh những hậu quả nặng nề như trong trường hợp vụ việc này. Vụ việc một bé gái sinh năm 2012 tại huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội bị xâm hại, có thai 38 tuần tuổi, phải chỉ định mổ đẻ. Tuy nhiên, đối tượng nghi gây ra vụ việc này vẫn ngoài vòng pháp luật, gây bức xúc dư luận. Theo thông tin của luật sư đại diện cho bị hại, đối tượng xâm hại chưa thừa nhận hành vi giao cấu. Sau khi có kết quả ADN, trong trường hợp kết quả xét nghiệm cho thấy đối tượng là cha đứa bé, thì đối tượng này có thể đối mặt với mức án từ 20 năm, chung thân đến tử hình, tùy mức độ vi phạm. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.